Phật, cung kính lượng bái bạch chư tôn hòa thượng giáo phẩm chứng minh. Vào giờ phút này, đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức giáo phẩm chứng minh quan tâm chứng minh lễ an vị và hiệp quý vị chư vị tổ sư tại chùa Long Thanh sáng hôm nay. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức Ni, con tỳ kheo Thích Thiện Xuân cùng thân ni Phật tử chùa Long Thanh có duyên sự độc đồng đảnh lễ, xin dâng lời tác bạch. Cô Bổ Sư Cô Đi Phật cung kính lượng bái bạch trên chư tôn hòa thượng chư minh. Chùa Long Thanh của chúng con đã trải qua một thời gian xây dựng, được hoàn thành ngôi bảo điện. Giờ này chúng con tổ chức an vị Phật và hiệp kỳ tổ sư. Đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm đế đầu bái thỉnh tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, như tôn tịnh đức tăng ni và quý quan khách, từ bi hoan hỷ chứng minh cấp lễ chúng con. Giờ này chúng con thành tâm bái thỉnh chư hòa thượng, chư tôn thượng tọa và đại đức tăng, từ bi hoan hỷ quan tâm. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát A Ta Tát đại chứng minh. Trên hòa thượng đã niệm Phật hoan hỷ chứng minh quang lâm cho rồi, chúng con đê đầu bái thỉnh tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư tôn hòa thượng giáo phẩm chứng minh đã hoan hỷ hướng khả quan lâm chứng minh cho lễ an vị và hiệp quý vị chư vị tổ sư. Và giờ phút này trân trọng kính mời toàn thể chư tôn đức tăng ni, chư vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng đồng đứng dậy trang nghiêm để cung đón chư tôn đức giáo phẩm quan lâm chứng minh A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên bàn chứng minh, chúng con xin thành tâm cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Thanh Hồng, hòa thượng đạo hiệu Thích Tâm Căn, hòa thượng đạo hiệu Thích Thiện Bình quan hỷ an tọa nơi bàn chứng minh. Và còn lại chúng con xin cung thỉnh chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni quan hỷ an tọa nơi giải bàn phía bên tay trái, từ nãy đài nhìn xuống dành cho chư tôn đức tăng, giải bàn phía bên tay phải, từ nãy đài nhìn xuống dành cho chư tôn đức ni. Xin trân trọng cung thỉnh chư tôn đức và mời quý vị đồng an tọa mô Phật. A Di Đà Phật. Chúng con xin phép chư tôn đức giây phút để chúng con trang nghiêm đạo tràng trước khi chính thức buổi hành cử hành buổi lễ hôm nay. A Di Đà Phật. Xin nhờ quý Phật tử công hòa chúng ta thêm ghế vào phía trong cho quý Phật tử chúng ta còn đứng đó. Xin mời quý vị chúng ta ngồi cho đồng bộ trang nghiêm cái hội trường của chúng ta. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính lượng bái bạch chư tôn hòa thượng, thành viên hội đồng chứng minh, chư tôn
Tôn Thiền Đức Giáo Phẩm Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Tây Ninh, Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa chư vị khách quý cùng toàn thể chư nam nữ Phật tử hiện diện, để cho buổi lễ an vị kim thân Đức Thế Tôn cũng như lễ lý thị chư vị tổ sư khai sư hầu tử nơi chùa Long Thăng sáng hôm nay được diễn ra trong sự trang nghiêm và thành tựu viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni, chư vị khách quý cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ, cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Nam mô chư tôn đức và quý vị đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính lễ bái bạch hòa thượng ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Cung kính lễ bái bạch quý chư tôn hòa thượng thượng tọa, quý ni trưởng ni sư chư đại đức tăng ni. Kính thưa chư vị khách quý, đại diện đảng chính quyền tỉnh Tây Ninh, huyện Gò Dầu và địa phương sở tại, kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, sáng hôm nay ngày 18 tháng 6 năm Quý Mão là một buổi sáng đẹp trời với hàng trăm trái tim của người con Phật đang nhộn nhịp vui mừng đón nhận một niềm vui bất tận chứa đựng bao thâm tình của người Phật tử nơi địa phương nói riêng và Phật tử bổn đạo gần xa nói chung. Về dự lễ hôm nay, dân cần sen thắm hương đưa mừng ngôi Tam Bảo nắng vừa bàn hoa. Nam mô Đức Phật Thích Ca, niềm vui đã thấy cánh hoa diệu thường. Thật vậy, với tâm niệm có được ngôi già lam thông thoáng để làm nơi tu học cho chư tăng và Phật tử nơi chùa Long Thanh, đó là ước mong của bao người con Phật. Sau gần 5 năm nỗ lực thi công, ngôi đại hùng đủ điện nay đã được thành tựu một cách như nguyện. Sở dĩ ngôi bảo điện được mau chóng thành tựu phần lớn là nhờ vào ân đức của ba ngôi Tam Bảo, sự nhiệt thành ủng hộ của lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh, huyện Gò Dầu và địa phương sở tại, sự nỗ lực của chư tăng nơi bổn tự cũng như sự phát tâm cúng dường của tín chủ Phật tử gần xa. Vì vậy mà ngôi Tam Bảo được thành tựu như ngày hôm nay, để báo ơn Phật và đáp ứng cho nhu cầu tâm linh tu học nơi bổn tự cho Phật tử địa phương và bá tánh thập phương. Đại đức trụ trì Thích Thiện Xuân đã kiến nghị lên chính quyền các cấp cũng như Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Tây Ninh, huyện Gò Dầu xin được tổ chức lễ an vị Phật và lễ quý kỵ hiệp chư vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi chùa Long Thanh. Được sự chấp thuận của các cấp chính quyền cũng như Giáo Hội các cấp, ban tổ chức chúng con đã thành tâm cung thỉnh chư tôn hòa thượng giáo phẩm, chư tôn hòa thượng thượng tọa, quý ni trưởng ni sư chư đại đức tăng ni, cũng như trân trọng kính mời chư vị khách quý đại diện đảng chính quyền tỉnh Tây Ninh, huyện Gò Dầu và địa phương sở tại, cùng trân trọng mời chư nam nữ Phật tử gần xa
Quan Lâm về chùa Long Thanh chứng minh hòa tâm dự lễ an vị Phật và quý vị chư vị tổ sư nơi bổn tự chùa Long Thanh. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay, xin được trân trọng tuyên bố. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thay lời ban tổ chức, chúng con xin thông qua chương trình ấn định như sau. Một, cung thỉnh chư tôn đức Quang Lâm chứng minh. Hai, niệm Phật cầu gia hộ. Ba, tuyên bố lý do. Bốn, thông qua chương trình. Năm, giới thiệu thành phần chứng minh và tham dự. Sáu, diễn văn khai mạc của ban tổ chức. Bảy, tặng hoa chúc mừng. Tám, báo cáo tiến trình xây dựng. Chín, phát biểu của đại diện chính quyền. Mời là đạo từ chứng minh. Và sau đó là nghi thức an vị Phật và cầu nguyện giác linh cho vị tổ sư cao tăng Phật quốc. Cuối cùng là cảm tạ hồi hướng. Đó là chương trình buổi lễ hôm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, mặc dầu Phật sự đa đoan trong mùa an cư kiết hạ, Phật lịch 2567, dương lịch 2023, chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni đã quan hỷ đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con đồng Quang Lâm chứng minh và tham dự. Vào giờ phút này, chúng con xin được trân trọng cung kính giới thiệu sự chứng minh của Hòa Thượng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tổ đình Phổ Quang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thanh Hồng, xin được trân trọng kính giới thiệu. Chúng con xin được trân trọng cung kính giới thiệu sự chứng minh của Hòa Thượng Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Đạo Hiệu Thích Thiện Bình. Chúng con xin được trân trọng kính giới thiệu sự chứng minh của Hòa Thượng trụ trì chùa Phước Thể tỉnh Bình Thuận, Đạo Hiệu Thích Tâm Căn. Và chúng con xin được trân trọng cung kính giới thiệu sự chứng minh của Thượng tọa Thích Nguyên Tấn, Ủy viên Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Pháp chế tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Gò Dầu. Chúng con xin được trân trọng cung kính giới thiệu sự chứng minh của Thượng tọa Thích Chí Hoa, trụ trì chùa Linh Sơn, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Về đại diện cho chư tôn đức ni, xin được trân trọng giới thiệu ni sư Thích Lữ Hạnh Liên, ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, chấm thư ký ban trị sự Phật giáo huyện Gò Dầu, phó trưởng phân ban ni giới Phật giáo tỉnh Tây Ninh. Sư cô Thích Lữ Diệu Ngân, ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, phó thư ký kim trưởng phó trưởng ban kim chánh thư ký phân ban ni giới Phật giáo tỉnh Tây Ninh. Và đồng trân trọng cung kính giới thiệu chung sự chứng minh tham dự của quý chư tôn hòa thượng thượng tọa quý ni trưởng ni sư chư đại đức tăng ni trụ trì cũng như chú sứ tại các tự viện trong địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng như các tỉnh thành lân cận, và sự tham dự của chư tôn đức ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, ban trị sự huyện Gò Dầu, phân ban ni giới Phật giáo tỉnh Tây Ninh, đồng Quang Lâm chứng minh và tham dự. Chúng con xin được đồng trân trọng giới thiệu chung. Và cũng xin được đồng trân trọng giới thiệu sự tham dự của Thượng tọa Thích Thiện Sâm, trụ trì chùa Long Thanh, trưởng ban tổ chức buổi lễ hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu. Và đáp lại lời mời của ban tổ chức, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Thành Công, trưởng ban tôn giáo dân tộc tỉnh Tây Ninh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Nhật, phó trưởng ban tôn giáo dân tộc tỉnh Tây Ninh. Về đại diện cho huyện Gò Dầu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tuyển, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Gò Dầu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Trung Tính, phó trưởng phòng nội vụ huyện Gò Dầu. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tâm,
đại diện cho gia đình bác Bảy Nên, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng tham dự, và đồng trân trọng giới thiệu chung quý vị trong đoàn cũng như chân nam nữ Phật tử gần xa, ban thông tin truyền thông giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh cũng trở về để tham dự và ghi nhận hình ảnh cũng như đưa tin của buổi lễ hôm nay. Một lần nữa chúng con xin được đồng trân trọng giới thiệu chung Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài, đó chính là ý nghĩa thiêng liêng cao thượng nhất của người xuất gia tu học. Để ghi nhận lại hình ảnh mái chùa đã được hình thành và tồn tại, và sử dụng mục đích của sự tồn tại đó, trong giây phút trang nghiêm lắng động này, thay lời ban tổ chức xin trân trọng kính mời thượng tọa Thích Thiện Sơn, trụ trì chùa Long Thanh, trưởng ban tổ chức, có đôi lời khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời thượng tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên hòa thượng, ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng Thanh Hạ Hùng. Kính bạch nhị vị hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn tịnh đức tăng ni, kính thưa các cấp chính quyền, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm Quý Mão, tại chùa Long Thanh, chúng con rất hạnh phúc được cung đón chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng ni sư, chư tôn tịnh đức tăng ni cũng như các cấp chính quyền hoan hỷ quang lâm để chứng minh cho chúng con được làm tròn bổn phận của một người tăng sĩ, được về với mái ấm Già Lam với sự che chở của tăng đoàn nhị bộ và sự gia hộ cũng như giúp đỡ của các cấp chính quyền Phật tử gần xa, để chúng con gánh vác công tác Phật sự tại chùa Long Thanh trong thời gian qua. Về đây, những bước chân khó khăn vất vả với những thăng trầm mà ngôi chùa đã để lại, chúng con cố gắng nỗ lực để xây dựng ngôi Già Lam, mong sao quý Phật tử gần xa có được ngôi bảo điện về cùng tu tập, để người sống được an vui trong chánh pháp, và tất cả chư hương linh ở đây cũng nương nhờ câu kinh tiếng niệm Phật mà được siêu sanh cõi tình. Giờ này chúng con thật hoan hỷ vui mừng được cung đón chư tôn thịnh đức, các cấp chính quyền cùng với quý nam nữ Phật tử, xin cho chúng con được trân trọng đảnh lễ cung đón và thành tâm hướng về tất cả quý vị đã thương tưởng chúng con, gia trì từ tinh thần cho đến mọi pháp lý để chúng con hoàn thành công tác Phật sự này. Chúng con một lần nữa cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo thủy từ gia hộ cho công tác Phật sự của chùa Long Thanh nói riêng và Phật sự tại huyện Gò Dầu nói chung. Chúng con cùng hòa vào trong tinh thần phụng sự đạo pháp dân tộc. Chúng con xin hoan hỷ chư tôn đức từ bi hoan hỷ chú nguyện cho chúng con chính thức khai mạc buổi lễ an vị Phật và hiệp kỵ tổ sư. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời cho ban tổ chức xin chỉ âm lời phát biểu khai mạc của thượng tọa trụ trì trưởng ban tổ chức hôm nay, mời thượng tọa trở về vị trí cũ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, để đáp lại tấm chân tình của chư tôn đức cũng như quý vị đã nhấn chút thời gian quý báu quan lâm cũng như về đây để chứng minh và tham dự buổi lễ an vị và hiệp kỵ chư vị tổ sư, quý chư tôn đức cũng như chư vị khách quý còn có những lẫn qua, những phần quà chúc mừng cho ban tổ chức nhân buổi lễ hôm nay. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời lẫn qua đầu tiên
của Sở Nội vụ Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Tây Ninh. Xin trân trọng kính mời ông Võ Thành Công, trưởng Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Tây Ninh lên đài trao tặng bản hoa chúc mừng. Chuẩn bị bản hoa của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh và bản hoa của Ban trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ. Ban Tôn giáo Dân tộc tỉnh Tây Ninh tặng bản hoa chúc mừng. Tiếp theo là bản hoa của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh xin trân trọng kính mời Hồng Tòa Thích Nguyên Tấn, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh lên trao tặng và cung thỉnh Thượng Tòa tiếp tục đón nhận. Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh tặng lãng hoa chúc mừng. Và tiếp theo là lãng hoa của Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Dầu. Xin cung thỉnh Thượng Tòa trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Dầu tiếp tục trao tặng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Dầu tặng lãng hoa chúc mừng. Tiếp theo là phần quà của Phân ban Ly giới Phật giáo tỉnh Tây Ninh. Xin trân trọng kính mời Đi sư Hạnh Đen, Phó trưởng Ban trị sự Ủy viên thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó ban Ly giới Phật giáo tỉnh Tây Ninh lên trao tặng. Chuẩn bị phần quà của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ban mặt trận tổ quốc huyện Gò Dầu. Tiếp theo là phần quà của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Gò Dầu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tuyển, Phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Gò Dầu lên trao tặng. Chuẩn bị phần quà của tổ đình chùa Phủ Quang. Huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Gò Dầu tặng phần quà chúc mừng. Tiếp theo là phần quà của tổ đình chùa Phổ Quang huyện Phú Nhuận. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh hòa thượng ủy viên thường trực hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ trì tổ đình Phổ Quang huyện Phú Nhuận lên trao tặng phần quà chúc mừng. Chuẩn bị phần quà của chùa An Phước tỉnh Đồng Nai. Tổ đình chùa Phổ Quang quận Phú Nhuận tặng lãng hoa phần quà chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của chùa An Phước tỉnh Đồng Nai. Xin trân trọng kính mời đại đức Thích Trung Cử trụ trì chùa An Phước lên để trao tặng. Chuẩn bị lãng hoa của ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Chùa An Phước tỉnh Đồng Nai tặng lãng hoa chúc mừng. Tiếp theo lãng hoa của ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Xin thay lời ban tổ chức trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Tâm, đại diện cho gia đình ông Nguyễn Văn Nên lên để trao tặng lãng hoa chúc mừng. Ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tặng lãng hoa chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của công an huyện Gò Dầu. Chúng tôi xin trân trọng kính mời Thượng tá Lê Thanh Dũng, Phó trưởng Công an huyện Gò Dầu lên trao tặng. Công an huyện Gò Dầu tặng lãng hoa chúc mừng. Tiếp theo là lãng hoa của chùa Kỳ Hoàng tỉnh Bình Dương. Xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Thiện Tâm trụ trì chùa Kỳ Hoàng lên trao tặng. Chuẩn bị phần quà của chùa Linh Bửu huyện Gò Dầu. Chùa Kỳ Hoàng tỉnh Bình Dương tặng lãng hoa chúc mừng. Tiếp theo là phần quà của chùa Linh Bửu huyện Gò Dầu. Xin trân trọng kính mời đại diện trụ trì chùa Linh Bửu lên trao tặng phần quà chúc mừng.
nẫn hoa của tỉnh thất Tịnh Quang. Chùa Linh Mũ, huyện Gò Dầu tặng phần quà chúc mừng. Tiếp theo là nẫn hoa của tỉnh thất Tịnh Quang, tỉnh Đồng Nai. Xin trân trọng công thỉnh Đại Đức Thích Phước Chơn, trụ trì tỉnh thất Tịnh Quang lên trao tặng. Tỉnh thất Tịnh Quang, tỉnh Đồng Nai tặng nẫn hoa chúc mừng. Một lần nữa thay lời ban tổ chức, chúng con xin trân trọng niệm ơn chư tôn đức cũng như tri ân quý vị chính quyền các cấp đã có những lẫn qua những phần quà chúc mừng cho ban tổ chức chúng con trong buổi lễ sáng hôm nay. Một lần nữa xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay thật lớn được chúc mừng và tri ân A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt thầy, chùa Long Thanh đã được xây dựng một cách khang trang, thông thoáng, uy hoàng. Chắc chắn rằng tốn rất nhiều công sức và vật chất để được biết quá trình xây dựng trong suốt thời gian gần 5 năm qua. Vào giờ phút này, xin trân trọng mời Thượng Tọa Thiện Sư, trụ trì chùa Long Thanh, trưởng ban tổ chức báo cáo về quá trình xây dựng ngôi chùa Long Thanh trong thời gian qua trước chư tôn đức cũng như chư liệt vị quan khách. Xin trân trọng tấm mời thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Báo cáo quá trình xây dựng chùa Long Thanh, tọa lạc số 80 đường Hùng Vương, ấp Cây Xoài, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn tịnh đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã sở tại, hôm nay ngày 4 tây tháng 8 năm 2023 nhằm ngày 18 tháng 6 năm Quý Mão, trong bầu không khí trang nghiêm, trang hòa niềm hoan hỷ dưới sự chứng minh trang nghiêm của chư tôn tịnh đức lãnh đạo giáo hội cấp cao. Chư tôn tịnh đức lãnh đạo giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh, huyện Gò Dầu cùng quý quan khách, đại diện chính quyền tỉnh, huyện và xã Thanh Phước sở tại, quý Phật tử thập phương về tham dự lễ an vị Phật hiệp kỳ chư vị tổ sư chùa Long Thanh. Thay mặt ban thiết kế xây dựng, ban tổ chức, con xin báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng chùa Long Thanh như sau. Vài nét về chùa Long Thanh. Chùa Long Thanh hoàn truyền Phật pháp tại nơi đây qua những thăng trầm khó khăn mọi Phật sự. Năm 2015, chúng con Đại Đức Thích Thiện Xuân đầy đủ nhân duyên về nhận ngôi bảo điện Long Thanh này. Được sự hoan hỷ cho phép của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Dầu cũng như các cấp chính quyền sở tại đã hoan hỷ cho chúng con được hoàn thành công tác xin giấy phép xây dựng vào ngày 31 tháng 7 năm 2018 là ngày 19 tháng 6
âm lịch. Nhờ Hồng Ân Tam Bảo hộ trì, chúng con đã chính thức khởi công đặt viên đá để xây dựng ngôi chùa Long Thanh cho đến hôm nay. Trải qua thời gian dịch bệnh cũng như nền kinh tế của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng sau những thăng trầm, kế tiếp có một vị thầy chúng con bổ sứ về xây dựng kinh phí hết 1.050.000.000, sau đó chúng con hoàn thành là 1.550.000.000, tổng số đã xây dựng là 6.000.000.000. Hoàn thành để có buổi lễ khánh thành viên mãn cho ngôi bảo tự chùa Long Thanh. Chúng con rất mong nhờ sự chứng minh chú nguyện của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa quý ni trưởng ni sư, chư tôn tịnh đức tăng ni trong mùa an cư kiết hạ, giới thể trang nghiêm thanh tịnh đã thương tưởng Phật sự của chúng con tại ngôi chùa Long Thanh khó khăn, mà chứng tích quan lâm chú nguyện để cho chúng con làm tròn bổn phận của một sứ giả Như Lai, cũng như làm tròn bổn phận của người đệ tử với thầy tổ đã xuất gia, người đã thành lập ngôi bảo điện này và trải qua những thế hệ mà chúng con tri ân. Quý Phật tử xa gần phát Bồ Đề tâm, người phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật, người công quả đã góp nên bàn tay xây dựng ngôi bảo điện này. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin đây đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa quý ni trưởng ni sư, chư tôn tịnh đức tăng ni từ bi hoan hỷ chứng minh và chú nguyện cho chúng con để Phật sự cho chúng con sống thành tựu viên mãn. Chúng tôi rất tri ân các cấp chính quyền tỉnh, huyện và xã sở tại đã tạo điều kiện, giấy phép và mọi hoạt động để chúng tôi thực hiện công trình xây dựng sớm được thành tựu viên mãn. Cảm ơn bác Bảy Nguyễn Văn Nên, người đã có duyên với ngôi bảo điện này từ trước chiến tranh cho đến giờ này, bác vẫn luôn gia hộ và giúp đỡ để cho ngôi bảo điện được thành công như ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay, công tác của bác vì nước vì dân rất bận rộn, bác vẫn gửi quà và hoa đến để chúc mừng. Xin toàn thể đạo tràng dâng cao một tràng pháo tay để tỏ lòng cảm ơn bác Bảy cũng như gia đình đã hoan hỷ giúp cho ngôi Long Thanh được một phần quan trọng trong sự thành tựu Phật sự. Chúng con cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho lễ an vị Phật cũng như quý kỳ tổ sư được thành tựu viên mãn. Công tác xây dựng cũng như báo cáo của chúng con có điều gì sơ sót, ngưỡng mong chư tôn tịnh đức cùng tất cả quý vị mạnh thường quân xa gần hoan hỷ cho. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời cho ban tổ chức, xin tri ân thượng tọa trụ trì cũng đã báo cáo về quá trình hình thành và phát triển cũng như quá trình xây dựng trong suốt thời gian 5 năm trôi qua nơi bổn tự chùa Long Thanh, để chư tôn đức cũng như quý vị đồng quan hỷ cho công tác Phật sự thành tựu viên mãn. Xin tri ân thượng tọa, mời thượng tọa trở về vị trí cũ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, hòa chung niềm vui trong ngày lễ an vị Phật tại ngôi bổn tự chùa Long Thanh, chư tôn thiền đức tăng ni, chư vị khách quý,
đã nhấn chút thời gian quý báu quang lâm chứng minh và tham dự. Quý vị đại diện chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận duyên trong suốt thời gian qua, và đặc biệt trong buổi lễ hôm nay quý vị đã thâm tình trở về đây để chứng dự cho buổi lễ an vị Phật tại bổn tự chùa Long Thanh. Còn có những lãng hoa, những phần quà chúc mừng cho buổi lễ hôm nay. Đáp lại tấm lòng trân quý đó, chúng tôi cũng xin thay lời cho ban tổ chức trân trọng kính mời ông Nguyễn Tuyển, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cò Dầu, thay lời cho các cấp chính quyền có đôi lời phát biểu chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông A Di Đà Phật. Kính thưa các vị hòa thượng chứng minh, kính thưa thượng tọa Thích Quyên Tấn, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cò Dầu, kính thưa các vị chư tôn tăng ni và Phật tử cùng các vị đại biểu về buổi lễ hôm nay. Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự lễ an vị Phật cũng như hiệp nghị chư vị tổ sư tại chùa Long Thanh. Thay mặt ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, kính gửi lời chúc mừng đến chùa Long Thanh, thượng tọa trụ trì chùa Long Thanh cũng như các vị Phật tử có mặt trong buổi lễ hôm nay. Như thỉnh bảo chúng ta được biết, ngôi chùa này có từ trước năm 1975, đã qua nhiều đời trụ trì, thì ngôi chùa cũng có những cái nét đẹp riêng của từng thời kỳ, và cũng qua nhiều thời kỳ thì có những cái thăng trầm khác nhau. Sau nhiều năm thì ngôi chùa đã xuống cấp, đến thời thượng tọa Thích Tiền Sinh về trụ trì thì thượng tọa đã có nhiều công sức huy động để xây dựng được ngôi chùa tự hôm nay, góp phần cho huyện Cò Dầu có một cái cơ sở thờ tự mới, khang trang, sạch đẹp, làm nơi tu tập của Phật tử tốt hơn nữa. Xin kính chúc mừng một lần nữa chúc mừng thượng tọa Thích Tiền Sinh và Phật tử chùa Long Thanh. Chúng tôi mong rằng sắp tới thì chùa cơ bản hoàn thành cái nét như hôm nay, như lời báo cáo về kết quả xây dựng chùa, thì chùa còn phải tiếp tục hoàn thiện nữa trên 3 tỷ đồng. Thì chúng tôi mong rằng Phật tử gần xa cũng như là mọi người, rồi chính quyền địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục và tạo điều kiện để chúng ta hoàn thành ngôi chùa một cách tốt đẹp hơn nữa, để thực hiện hòa chung vào hoạt động Phật sự của huyện Cò Dầu. Chúng tôi mong rằng thượng tọa Thích Tiền Sinh trụ trì chùa sẽ hướng dẫn Phật tử tại chùa với cái ngôi thờ tự tốt hơn, thì chúng ta sẽ tiến hành tu tập tốt hơn và góp phần hoạt động giúp cho địa phương tốt hơn nữa. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng tri ân lời phát biểu chúc mừng của ông Nguyễn Tuyển, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cò Dầu. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng tri ân và cầu chúc cho chú cũng như quý vị đại diện đảng chính quyền tỉnh Tây Ninh, huyện Cò Dầu và địa phương sự tại được nhiều sức khỏe, an lành và thành tựu mọi công tác của xã hội. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, để tiếp theo chương trình phần đạo từ chứng minh, chúng con xin thành tâm cung thỉnh hòa thượng ủy viên thường trực hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đương vi đệ nhất chứng minh buổi lễ hôm nay. Xin cung thỉnh hòa thượng có đôi lời đạo từ. A Di Đà Phật. Nam mô A
bà giáo chủ điều ngự bổn sư từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Từ Dung Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin phép các ngài cho tôi ngồi. Nam mô Long Thanh Đường Thượng Giác Linh Chư Vị Tổ Sư Khe Sơn Du Tiền Thừa Tịch Đại Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng lễ Giác Linh Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Thanh Đại Tiền Chứng Giám. Kính Bạch Quý Hòa Thượng Chứng Minh. Kính Bạch Thượng Tọa Thích Nguyên Tấn Phó Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo huyện Gò Dầu. Kính thưa Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, thưa các cấp lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, huyện Gò Dầu và sở tại, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay ngày 18 tháng 6 năm Quý Mão là ngày để kỷ niệm. Ngày mai là vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng là cái ngày chính thức Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Thanh Viên tịch 19 tháng 6 năm Giáp Thân. Hôm nay tại chùa Long Thanh tổ chức lễ an vị và hiệp kỵ chư vị tổ sư. Trên tinh thần đó, thay mặt Chư Tôn Đức Chứng Minh, kính chúc quý hòa thượng, quý thượng tọa, chư đại đức tăng ni, pháp thể khiêm nam, Phật sự viên thành. Chúc các cấp lãnh đạo sức khỏe, an lành và cống hiến cho đất nước. Chúc cho toàn thể quý nam nữ Phật tử bình an, hạnh phúc và phát đạt. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị. Vừa rồi chúng ta nghe lời khai mạc của Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Long Thanh, trưởng ban tổ chức, và đồng thời cũng nghe ban tổ chức báo cáo quá trình hình thành và phát triển ngôi Long Thanh, và cũng được các cấp lãnh đạo phát biểu ghi nhận và chúc mừng. Từ quan điểm đó, từ ý nghĩ đó, chúng ta thấy rằng người xưa dạy rằng mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Quả thật ngôi chùa là một nơi mà để cho thập phương bá tánh xa gần đến lễ bái, tu dưỡng,
để đổi cái cách sống, cách nhìn từ phàm phu sang thánh thiện. Ngôi chùa cũng là một nét văn hóa để thập phương bá tánh trở về lễ Phật, lễ Tổ, nhìn thấy những nét đẹp như hoa sen. Tất cả biểu hiện đó để cho ta có cái nhìn đạo và đời luôn luôn dung thông và đồng hành phát triển. Chúng ta đã thấy vận mệnh của đất nước tùy theo thời gian mà phát triển với cái tâm, cái tầm của nó. Tới ngày hôm nay, đất nước cũng cho ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, và đặc biệt là tỉnh Tây Ninh, cũng đồng hành với dân tộc và phát triển, thì ngôi chùa cũng phải tiếp tục đồng hành để cho văn hóa địa phương, văn hóa của Phật Pháp luôn luôn thể nhập và phát triển. Khi văn hóa Phật Pháp được phát triển thì cách nhìn, cách sống của đồng bào Phật tử xa gần luôn luôn có cải thiện. Biết hiểu mình, biết hiểu người, giữ tâm trong sạch, giữ gìn gia đình trong sạch, giữ gìn địa phương trong sạch. Hay nói khác đi là môi trường xanh sạch. Đây là một cái năng lực, hay nói khác đi là một công đức. Khi chúng ta nhìn thấy những cảnh quan xinh đẹp, tốt tươi, thì cái niềm hoan hỷ của chúng ta sẽ đem lại cái năng lực sạch cho tâm hồn thơ thới, tâm hồn khỏe mạnh và tâm hồn tích cực. Thì từ đó chúng ta bước ra xã hội, ta cống hiến xã hội, tất cả những việc làm không lớn, không nhỏ và không thừa. Ví dụ, ta không tự động chế cái khăn này rồi bỏ xuống đất, mà phải giữ nó tươi, như vậy chúng ta giữ sạch. Ông bà đã dạy rằng nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Nhưng câu nói đó nó hàm tàng rằng nhà sạch có nghĩa là bao quát ở bên ngoài, nhà mình sạch, khu phố mình sạch, đường mình sạch, làng xã sạch, nhưng thân mình cũng sạch và tâm mình nhẹ nhàng an vui, từ đó hạnh phúc sống lâu và khỏe mạnh. Người xưa nói nó trở thành kinh điển. Ngày nay chúng ta suy ngẫm và ứng dụng theo đúng cái tầm, cái giá trị của xã hội. Với công trình mà ban tổ chức báo cáo không phải nhỏ mà rất khó, nhưng với tấm lòng thì chắc chắn sẽ thành tựu. Vì Đức Phật dạy gọi là Phật Pháp nhiệm màu,
Ta vừa nghe ban tổ chức báo cáo là ta xây dựng được cái ngôi Tam Bảo chánh điện và giảng đường này là tương đương hơn 6 tỷ rồi. Nhưng nếu chúng ta để chờ cho đủ 6 tỷ cầm trong tay thì không bao giờ làm được, mà chỉ có vài ba trăm vậy mà xây dựng một ngày, hai ngày, ba ngày. Tới hôm nay khi tổng kết nói tới 6 tỷ mấy thì thưa các vị, đây là phải nói vào Phật pháp nhiệm. Chư Tổ dạy rằng người đệ tử Phật mà đầu tư để xây dựng và để có lời đó thì ta bỏ tiền vào ngân hàng đó không kỳ hạn, nó lợi ích lắm. 3 tháng lời khác, 1 năm khác, 36 tháng lời khác. Nhưng các vị đầu tư vào Tam Bảo thì cái lời đó tăng rất rất nhiều. Vì vậy cổ đức dạy rằng xây chùa, tạo tự, đúc chuông, trong 3 việc ấy thập phương nên làm. Khi ta bỏ vào trong cái, ta cúng vào trong cái ngôi chùa 1 triệu đồng thì không phải một người tới đó tham quan lễ bái mà hàng trăm ngàn, trăm người, ngàn người trải qua, không phải 1 năm mà trải qua 5 năm, 10 năm, 2 đời này qua đời khác. Thì thưa các vị, 1 triệu các vị đó sẽ nhân lên coi như thế nào. Ta đúc một cái tượng thì tất cả thập phương đến nó lễ bái và phát tâm thay đổi cuộc sống của mình thì cái công đức nó lại tăng lên. Đúc chuông, tiếng chuông khi ngân lên thì thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, tất cả mọi thứ nghe tiếng chuông đều buông bỏ những cái hận thù oán ghét, sân si, ích kỷ mà để nhẹ tâm. Như vậy văn hóa và ngôi chùa là người xưa đã khẳng định như vậy. Cho nên hôm nay mà quý Phật tử dành tích lũy ở trên Tây Ninh, đất rộng nuôi heo, nuôi heo đây xin thưa quý vị là nuôi heo đá chứ không phải nuôi heo thiệt đâu ha. Mỗi người một ít như vậy, mỗi ít như vậy thì các vị sẽ góp vào đó thì cái công trình của chùa Long Thanh này á thì sẽ sớm hoàn thành, thì cái công đức đó rất nhiều rất nhiều. Trên tinh thần đó, hôm nay ngày vui, ngày mà chúng ta mừng ngày thành đạo của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là 19 tháng 6. Quán Âm Bồ Tát diệu năng thù, công đức rất diệu lực. Vì vậy mà đã an vị Phật để các vị có cái nơi để về lễ bái, đồng thời cũng tri ân và báo ân kỷ niệm cúng dường giác linh hòa thượng Quảng Thanh và chư vị tổ sư. Trên tinh thần đó, thay lời chư tôn đức chứng minh và đại tăng, kính nguyện lên Tam Bảo thị từ chứng minh gia hộ, kính nguyện lên chư vị tổ sư thị từ mật chứng và gia hộ cho Phật sự Đông Thanh này sớm thành viên mãn. Nam mô công đức Nam Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị thầy, vừa qua hòa thượng Quý Viên thường trực Hội đồng Chứng minh Giác Ngộ Phật Giáo Việt Nam
đương đi chứng minh nhất vị đại đạo nga đã thay lời cho ban chứng minh có đôi lời đạo từ như sắc phấn chỉ dài cho chúng con cho quyết định đồng hành Phật sự. Chúng con xin thay lời ban Phật thức trân trọng niệm ơn hòa thượng cầu nguyện ở trên tam bảo hộ thành gia hộ cho hòa thượng pháp thể kinh an chúng sinh dị độ thủ cực tai tài và người như là mới ngay tại thọ để che mắt cho chúng con cùng hành Phật sự. Một lần nữa chúng con xin trân trọng niệm ơn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế mà cái chúng tôi rất kính thưa quý vị này, để tiếp theo chương trình là phần niên hương cầu nguyện giác linh chi được cao tăng Phật quốc và lễ ăn nhị Phật nên ngôi đại hùng bảo điện. Chúng con sẽ lấy trước trong ba loa nghe nhận tăng ni chư vị khách quý cùng phòng thể đặc tràng cho phép chúng con có đôi lời cảm tạ tri ân trước khi cử hành vân đất quy hương sái tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Cung kính lượng bái Phật chư tôn hòa thượng giáo Phật chứng minh chư tôn hòa thượng thượng tọa quý ni trưởng ni sư chư đại thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, buổi lễ an vị kim thân Đức Thế Tôn cũng như lễ quý kỵ chư vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi chùa Long Thanh sáng hôm nay đã được diễn ra trong sự trang nghiêm và thành tựu tốt đẹp. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin thành tâm trân trọng niệm ơn Hòa thượng Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tổ đình chùa Phổ Quang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, cùng quý chư tôn Hòa thượng thượng tọa, chư ni trưởng ni sư, chư đại đức tăng ni đã không quản ngại đường xá xa xôi Phật sự, đa đoan tuổi cao sức yếu, quý ngài đã quan hỷ đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con, quan lâm chùa Long Thanh để chứng dự buổi lễ an vị Phật và quý kỵ chư vị tổ sư nơi chùa Long Thanh. Chúng con đã được thập phần viên mãn, chúng con xin trân trọng niệm ơn chư tôn thiền đức tăng ni, nguyện cầu ơn trên tâm hầu cho quý hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni được pháp thể kinh an chúng sinh dị độ cửu trụ ta bà Phật sự viên thành. Và chúng tôi cũng xin trân trọng tri ân ông Nguyễn Văn Nên, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng như gia đình của bác Mỹ Nên, quý vị đại diện đảng chính quyền tỉnh Tây Ninh, huyện Gò Dầu, địa phương sở tại, quý vị đã dính chút thời gian quý báu trở về chùa Long Thanh để chứng dự buổi lễ hôm nay đã được thập phần viên mãn. Xin nguyện ơn trên tam bảo gia hộ cho toàn thể quý vị khách quý được vạn sự an lành, muôn điều hạnh phúc và luôn luôn thành tựu mọi công tác của xã hội. Và chúng tôi cũng tổ chức xin trân trọng tri ân và ghi nhận phước lành của toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa đã hỗ trợ các mặt trong buổi lễ hôm nay, cũng như quý vị Phật tử tham dự buổi lễ được thành công tốt đẹp. Nguyện ơn trên tam bảo gia hộ cho quý Phật tử cùng gia đình được nhiều sức khỏe, thành tựu năm phần phước báo, sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và đầy đủ trí tuệ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, mặc dù ban tổ chức chúng con đã hết sức cố gắng, nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ sót trong khi tiếp rước và hành lễ. Nếu có điều gì thiếu sót, ngưỡng mong chư tôn hòa thượng thượng tọa, quý ni trưởng ni sư đại đức tăng ni cùng chính quyền các cấp, quý nam nữ Phật tử gần xa xin niệm tình quan hỷ bỏ qua cho, để cho ban tổ chức chúng con làm tròn công tác Phật sự sáng hôm nay. Cuối cùng ngưỡng cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể đạo tràng được trang nghiêm
và thành tựu mọi sự trong đời sống. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đà Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, thể theo chương trình, trước khi cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư tôn đức tăng ni, quý vị khách quý quan long trên chánh điện để cử hành nghi thức niên hương sái tịnh và an vị chư thân đức thế tôn, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức tăng ni, quan hỷ đối trước giác linh đài chư vị tổ sư để thắp nén cầu hương, nén hương cầu nguyện giác linh chư vị tổ sư được cao đăng Phật quốc. Chúng con xin cung thỉnh tam vị hòa thượng và xin cung thỉnh thượng tọa thượng ban trị sự Phật giáo nguyện Gò Dầu. Quan hỷ tiến lên phía trước và chúng con xin cung thỉnh hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh và đại diện chính quyền. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Võ Thành Công, ông Nguyễn Minh Nhật, ông Nguyễn Tuyển và ông Đỗ Trung Tính quan hỷ tiến lên phía trước. Và chúng tôi cũng xin mời mà Nguyễn Thị Tâm, đại diện cho gia đình của các tử nhân cũng quan hỷ cùng với chư tôn đức quý vị lên để thắp nén hương cầu nguyện A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đồng đội người ta đại tổ sư Bồ Tát Chứng Giác hôm nay là chùa Long Thanh Huế Kỳ Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, nhân dịp ngày 19 tháng 6 năm Giáp Thân, hưởng thọ 78 tuổi, an trú tại chùa Phong Long, Long Thanh, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Nguyện cầu chư Phật chư vị tổ sư thị từ chứng giám gia hộ độ trì cho Thanh Linh Hòa Thượng và tất cả bổn tử hoặc thượng tọa trụ trì tất cả tăng chúng được Bồ đề tâm kiên cố, chư tu học vững bền, xa bởi khổ nguồn ma trong quý vị mười giác, thanh tâm tất cả an nguyện, tây thanh tất cả thượng minh, cầu cho Hòa Thượng Quảng Thanh tổ đủ ta bà cao đăng Phật quốc. Nam Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Diễn Hậu Sư A Di Đà Phật Thị Từ Chứng Giác. Nam Mô Lực Đại Tổ Sư Thị Từ Chứng Giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi chúng ta hòa thượng giáo phẩm cũng như chư vị chúng quyền các cấp nên như cầu nguyện giác linh cho lực lượng đại tổ sư được cao đăng Phật quốc, và nhờ phúc này chúng con xin cung thỉnh quý ngài cùng quý vị quan khách chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử gần xa quan hỷ tiến lên chánh điện để chính thức nên hương sái tịnh và an thị chư tôn đức thế tôn. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn đức A Di Đà Phật. Quý vị trong ban lễ đứng thay lễ để cung thỉnh chư tôn đức quan lâm chánh điện A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ phút này cũng thật quý hòa thượng chư tôn đức tăng ni cùng chư vị quyền các cấp và chính thức lên hương sái tịnh và an thị chư tôn đức A Di Đà Phật. Thứ nhất, người vị Phật phi thân nhìn nhau thì đã lên cung cấp mùi vị của Thượng Tha Hồ nhìn thấy quan hệ của Phật để quan hệ của Phật thân nhìn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Viên trang nghiêm thì hở trú chứ thường ác lạc.
chư tôn Bồ Tát Di Đà Thiên Tương Bồ Tát Quá Thân ủng hộ Phật pháp thể hoàn thân bảo giữ chúng ma quân thì đạo vô thượng tâm. Nam mô Bổ Nhãn Bồ Tát, Nam mô Bổ Nhãn Bồ Tát, Bổ Nhãn Bồ Tát Ma Tát an vị cánh tần tân bảo công đức thù thắng hành hạ vô biên hồi hướng phổ biến pháp giới chư chúng sinh đông vạn vô lượng quang Phật sáng Thank you.
Hãy không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ah!
Thank you.
hôm nay ngày 8 tháng 6 năm Quý Mão, tại đạo tràng điều ngồi bất thắng từ tòa thúc thường xuân hiệu cùng đạo tràng tứ chúng thành tâm hướng lòng đạo tràng thì sư tự đều hướng nhận bảo tôn sư cầu xin tiến di linh cổ hiền thần tổ lần này ra tiên phá ca hát hòa cùng thu lưu pháp giới tinh sách đường đạo thật loài hoa tự làm ông đạo thật chúng ta tự vừa học tinh phát các đức hòa bài của chúng sanh tận cùng đàn chẳng tới từ sự nhất trì chủ quyền đại về tâm cũng như già lắm thì sáng đã phải học hết cùng khi